tiểu phẩm mang tên Tình Già qua phần diễn xuất Diệu Hằng, Biên Thành Tân và Thượng Bảo Châu. Xin mời. Làm như bé heo của ông vậy, ông coi chứ quất ông méo miệng bây giờ. Cái gì? Ai quất ai? Nào
bà nói em có tàn kéo kéo nha chứ không tôi mệt rồi nghe tôi liệu sao á giàu quá phải không giàu cha con nhà cái đó không không méo cái tính không nào không có tài tướng nè quét cái tính hả bước vô vô hai ba bước vô Bà thôi, ba này mày diễn lố quá đêm cuối vậy rồi. Bây giờ cấm mặt thiệt á. Thôi rồi sao, diễn nổi không? Nói tiếp tiếp bà. Bà bây giờ quên rồi cái gì vậy? Sao? Quéo giới tính chưa? Trời ơi, xì hả? Bao năm trời gặp lại mà hai ông cứ tranh chấp giành tôi làm chi. Mà kiểu có biết sao tôi cũng là một người đẹp ở xứ Mũ Lạc này mà. Nè nói cho bà nghe nè, bà còn mua cái cô với chú ngồi ở đây có thể bà xấu cái nhan sắc, bà xấu xua cái gì luôn. Ủa ai? Ủa ai? Bé tôi. Ông im đi. Ai trông đánh bé heo của tôi? Mắc cỡ, nó mất tôi gắt chứ có gì đâu. Tôi nói cho ông biết, ngày xưa bé heo của tôi là một người đẹp nhất vùng này. Đặc biệt đẹp nhất cái vùng Ngũ Lạc này. Tôi hát hay nữa. Đúng. Cầm kỳ thi họa là bà có hết. Với lại, tôi nói gì? Hồi xưa bé heo. Khỏi nói nữa. Để tôi nói nè. Tôi nói cho ông nghe. Bé heo của tôi là một người hát hay với cái vùng này, không biết chưa? Có hát cho tôi nghe đâu mà tôi biết. Cái gì? Bây giờ hát cho tôi nghe đi. Bé heo! Hát cho ông chả nghe bé heo. Rồi, thể theo yêu cầu của ông thì tôi sẽ hát ca khúc đã làm nên tên tuổi của tôi ngày xưa tại cái xã Mũ Lạc này. Tôi sẽ hát ca khúc Cô Lái Đò Ngang Đồn Địch. Vô! 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 Nguy hiểm quá, đúng rồi. Đáng kêu xuồng, đáng kêu xuồng. Đúng rồi. Hay quá. Xuất sắc. Ôi hay quá. Bà đang đi tìm người yêu bà đó. Đó bà đang đâu rồi. Trời ơi, đúng cái chỗ mắc cạn. Hết. 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 Bà mẹ nãy giờ tôi quên cả cái thiệt của nó kìa. Hết rồi. Ông thấy bà bé heo của tôi hay chưa? Hồi nãy bà có hát con mẹ gì đâu. Ông lên đây. Bé heo hát ông nghe bài gì? Thì cô lái đò văn lòng vịt. Tầm bậy. Bé heo hát bài là cô lái đò đi mua cục thịt. Bé heo lái đò ơi. Hai ông nội giết chết cái bài của tôi. Người ta cái bài của tôi là cô lái đò ngang đồn địch. Rồi bà có hát đâu bà nói đi ngang. Trời ơi, chứ ngang đồn địch hát cho nó bắn lời phèo sao. Quế bà thiệt luôn á trời. Trời, cái bài của người ta vậy mà. Ê, bà nên lên lên nghe nè. Sao? Còn cái khúc này là sao? Cái khúc này là sao vậy? Tôi kêu là ban dĩ im lặng, ban dĩ im lặng, ban dĩ im lặng. Rồi, 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 sao đi? Bà, công nhận tôi gặp lại bà với ông á, có nhiều kỷ niệm lắm nghe. Mà vui có, buồn tôi bực bà cũng có nữa. Ủa, sao tự nhiên làm gì bực vậy? Bà nhớ lại mấy chục năm về trước đi. Tôi dắt bà về nhà ra mắt ba má của tôi. Bà nhớ chưa? Tôi không nhớ được gì. Phục hiện. Về nhà của tôi. Em à, chào ba đi em. Chào ba. Cái gì vậy? Tôi chào ba. Trời đất ơi. Thí dụ mà bà có lỗi với ba tôi, bà xin lỗi sao? Xin lỗi. Cái gì vậy trời? Thôi bây giờ xin, bây giờ chào mẹ tôi đi. Chào khỏi luôn. Mẹ tôi vừa nghe tiếng chào ba của bà là mẹ tôi khỏi cần luôn rồi. Mẹ tôi lại vào bàn ăn ngồi ăn cơm cùng gia đình. Rồi lúc đó tôi ngồi ăn cơm với gia đình ông. Tôi đang ăn rất là vui vẻ. Ở đâu ra tôi nghe một cái tiếng động lạ. Lúc đó ba của ông đang ăn cơm, buông đũa nhìn thẳng chỉ xuống con Milu dưới chân tôi rồi nói: Milu, đi ra chỗ khác chơi đi con. Ôi, lúc đó tôi sợ lắm chứ. Rồi tôi mới bình tĩnh. Tôi ăn cơm tiếp và tôi mong là đừng có chuyện gì xảy ra nữa. Tôi đang ăn, tôi đang ăn, tôi đang ăn. Thì bỗng nhiên tôi lại nghe một tiếng động lạ. Trời ơi. Lúc đó ông biết tôi không còn mặt mũi nào luôn. Nhưng mà lúc đó ba ông buông đũa và vẫn chỉ thẳng xuống tôi Milu và nói: Milu, đi ra chỗ khác chơi đi con. Rồi lúc đó ông nghĩ rằng tim tôi như muốn rớt ra ngoài luôn á. Rồi sau đó tôi ăn cơm, tôi ăn nhanh lên để cho kết thúc bữa cơm. Tôi đang ăn thì tôi lại nghe một tiếng động lạ. Trời ơi, lúc đó ba của ông không buông đũa nữa, chà hất thẳng cái bàn lên rồi nói: Milu, mày đi ra chỗ khác chơi đi. Mày mà còn ở đây con mập thì nó ỉa cái đầu.
tình trạng của gia đình ông cũng như vậy luôn đó hả? Ủa ông cũng giống tôi sao? Trời ba ơi, hình như là cái chuyện của tôi cũng chi chang ra ná ông á. Trời đất ơi. Thôi mà được cái là khắc phục từ cái gia đình ông nha. Vậy ha. Mà được cái nè, cái ngày mà tôi đưa bà về gặp ba má tôi á. Bà gặp ba má tôi bà chào dễ thương lắm. Chào, chào ba má đi em. Chào ba, chào ba, chào ba, chào ba, chào ba, chào ba. Chào Milo đi cưng. Chào Milo. Ông có biết không, gia đình nhà tôi là truyền thống của lửa mà, cho nên á mỗi khi mà có một đứa con dâu về bà ngơi lắm. Rồi ông bả nha, đứng đó nhìn coi bả muốn lửa. Bà mẹ bữa đó bà muốn lửa dữ lắm mọi người, bà muốn sao cháy mẹ luôn cái nhà của người ta. Bà đất ơi, bà muốn gì cháy luôn căn nhà người ta vậy? Rồi cái xong ba má tôi đoàn tụ với ông bà, giờ tôi đóng đơn không tới giờ nè. Trời đất ơi, trời kỳ cục vậy. Trời ơi, tại lúc đó hả tôi chưa có hả rằng, nhưng mà bây giờ tôi sửa sai rồi, tôi đã tầm sư học đạo rồi, bây giờ là tôi chuyên nghiệp lắm. Ủa vậy hả? Ừ, sửa sai được chưa? Sửa sai ông không tin không, bây giờ tôi làm cho ông coi nha. Được không? Bà muốn lửa được không? Được. Vỗ tay mọi người ơi. Kéo kéo lên nhà mày. Thank you.
người giỏi vậy đó. Bây giờ đi với tôi nghe. Đâu? Về câu lạc bộ hút trí của tôi. Gì? Gì? Thổi cho trái mẹ luôn cái câu lạc bộ trên chơi đó. Trời đất ơi, mà vô gì. Đi về. Cũng cứng nào đợt nấy hà lao thì đúng rồi. Ghê vậy sao á. Xin cảm ơn quý vị.